Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 8 tại thị xã Sapa, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Ủy ban Kiểm toán Indonesia do bà Ismail Yamayatun, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Cộng hòa Indonesia làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác có ông Ngô Minh Kiểm, Kiểm toán trưởng Kiểm toán khu vực 7. Tại buổi tiếp xã giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã thông tin nhanh một số thành tựu kinh tế xã hội, giới thiệu những tiềm năng thế mạnh, định hướng phát triển và một số cơ chế thu hút đầu tư tại tỉnh Lào Cai. Lào Cai hiện đang khai thác hiệu quả 4 trụ cột kinh tế: công nghiệp, kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông lâm nghiệp. Trong đó, khu du lịch Sapa đang được định hướng trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Tỉnh vẫn đang tiếp tục nỗ lực khai thác tiềm năng lợi thế, thể hiện vai trò là cực tăng trưởng của vùng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho biết, thời gian qua, Lào Cai được hưởng lợi nhiều từ các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Sự hỗ trợ đối với Lào Cai rất quan trọng, giúp tỉnh có thêm nguồn lực để hiện thực hóa các định hướng lớn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn bà Ismail Yamayatun, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Cộng hòa Indonesia, Đại sứ quán Indonesia tiếp tục hỗ trợ Lào Cai thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cảm ơn Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán khu vực 7 thời gian qua đã hỗ trợ giúp đỡ Lào Cai trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Bà Ismail Yamayatun, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Cộng hòa Indonesia cảm ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Bà Ismail Yamayatun cho biết, cơ quan kiểm toán hai nước thường xuyên trao đổi, tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hai nước và chuyến thăm của bà là một trong những hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ đó. Bà Ismail Yamayatun chia sẻ, Indonesia cũng có nhiều dãy núi, đỉnh núi có tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa khai thác được. Du lịch Sapa với kinh nghiệm xây dựng các công trình kiến trúc, khu du lịch, bảo tồn thiên nhiên, giữ gìn bản sắc văn hóa sẽ giúp đoàn có nhiều tham khảo, đưa ý kiến khi làm việc với các cơ quan của chính phủ Indonesia. Ngày 12 tháng 8, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương tổ chức chương trình tư vấn khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch, tiết niệu, dị tật bẩm sinh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn huyện Mường Khương. Tại chương trình, 450 người dân đã được các bác sĩ khám sàng lọc, tư vấn điều trị sớm các bệnh lý tim mạch, tiết niệu, dị tật bẩm sinh. Qua thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện 85 trường hợp mắc các bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim, bệnh lý van tim, suy giãn tĩnh mạch chi dưới, 40 trường hợp mắc các bệnh lý về đường tiết niệu, trong đó có 22 trường hợp có chỉ định can thiệp. Tất cả các trường hợp này đã được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn điều trị kịp thời. Thông qua chương trình, người dân có điều kiện được tiếp cận với dịch vụ y tế cao ngay tại cơ sở. Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, có phạm vi và tầm ảnh hưởng rất rộng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có y tế. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai đã tích cực triển khai thực hiện. Mắc bệnh cao huyết áp mãn tính hàng tháng, ông Đinh Quang Phước phải ghi nhớ lịch hẹn của bác sĩ để tham gia đúng thời gian yêu cầu. Từ khi Bệnh viện thành phố Lào Cai triển khai ứng dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dân VNK, ông Phước đã được bác sĩ gọi điện nhắc lịch và đặt giờ khám cụ thể. Không phải là xếp hàng lấy số, là rất nhanh chóng. Từ lúc tiếp nhận đấy cho đến khi đến vào khám thì là nói chung là khoảng độ nửa tiếng, công việc là xong rất là nhanh chóng. VNK là ứng dụng cung cấp kênh giao tiếp giữa người dân với các cơ sở y tế. Ứng dụng được Bệnh viện Đa khoa thành phố triển khai từ đầu năm 2023 với các tiện ích như đặt lịch khám bệnh, xem lịch sử khám bệnh, nhận thông báo nhắc lịch và quản lý lịch hẹn tái khám. Bệnh viện Đa khoa thành phố là đơn vị y tế thứ 3 trong tỉnh khai thác ứng dụng này và nhận phản hồi tốt. Thời điểm hiện tại triển khai mỗi một ngày, lượng bệnh nhân đăng ký khám và được nhắc tới trên dưới 100 bệnh nhân, và đặc biệt là những trường hợp mà người ta sử dụng cái hệ thống VNK cài đặt này, người ta đăng ký khám rất là tốt. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số, trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ người dân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố bằng căn cước công dân gắn chip đạt 64%. 100% giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy chứng tử được liên thông, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tăng dần.
bệnh viện cũng áp dụng bệnh án điện tử, duy trì tốt điểm cầu truyền hình trực tuyến và các phần mềm quản lý xét nghiệm, quản lý hình ảnh y khoa. Về cơ sở vật chất, tận dụng tất cả giúp đỡ VNVP. Hiện tại thì chúng tôi đã nhận 2 cử nhân về công nghệ thông tin, nắm bắt được về vấn đề phần mềm đưa vào thực tế điều trị. Những nỗ lực của Bệnh viện Đa khoa thành phố trong số hóa bệnh viện nhằm hướng tới đáp ứng 3.0, bệnh viện không giấy tờ, không xếp hàng và không dùng tiền mặt. Điều này không chỉ phù hợp với yêu cầu thực tiễn mà còn đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Từ ngày 21 tháng 8, tỉnh Lào Cai sẽ áp dụng nền tảng cửa khẩu số trong giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế số 2 Kim Thành. Theo đó, các tổ chức cá nhân thực hiện khai báo trên hệ thống https://cửa-khẩu-số.lào-cai.gov.vn để được giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Ban Quản lý Khu Kinh tế tổ chức tập huấn không thu phí cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên, người lao động của các đại lý thủ tục hải quan, doanh nghiệp cá nhân có hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành. Thời gian tập huấn từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 năm 2023 vào giờ hành chính tại Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Đường bộ số 2 Kim Thành. Thông tin từ Sở Công Thương, sản lượng điện sản xuất trong 7 tháng năm 2023 của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đạt 1.687 triệu kWh, đạt 33,75% so với kế hoạch năm. Nửa đầu năm nay, do thời tiết khô hạn đã ảnh hưởng lớn đến công suất phát điện của các nhà máy thủy điện. Nhưng từ tháng 7, các địa phương trong tỉnh có mưa và lưu lượng nước trên sông suối, hồ chứa thủy điện tăng. Tất cả các nhà máy thủy điện bắt đầu huy động công suất lên lưới điện quốc gia. Các tháng tiếp theo, sản lượng sản xuất điện trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng do dung tích hữu ích trên hồ tăng cao và dòng chảy đến các hồ bắt đầu nhiều lên. Tính đến tháng 7 năm 2023, toàn tỉnh có 72 dự án thủy điện đã hoàn thành phát điện an toàn, ổn định với tổng công suất lắp máy trên 1.138 MW. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau sự cố vỡ cống thoát nước xả tràn tại hồ thải Quạng Đuôi, nhà máy Tuyền Đồng Tà Phời vào sáng ngày 8 tháng 8, Công ty Cổ phần Đồng Tà Phời đã tích cực phối hợp cùng các cấp, các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục sự cố. Cùng với việc kiểm tra, gia cố làm đường thải phụ, Công ty Cổ phần Đồng Tà Phời đã huy động 50 công nhân tại chỗ, cùng lực lượng hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, lực lượng cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, với hàng chục máy móc thiết bị, máy xúc, máy gạt, ô tô, khẩn trương dọn dẹp bùn thải. Từ hôm xảy ra sự cố đến hôm nay là công ty tiến hành chạy liên tục 3 ca cả xuyên đêm các lực lượng xe máy thiết bị để tập trung khắc phục dập cái sự cố trên này. Trước những thiệt hại với cuộc sống của người dân, công ty hiện đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, tiến hành kiểm đếm để đền bù thiệt hại nhà ở, tài sản và hoa màu cho người dân. Cấp ủy chính quyền địa phương đã phối hợp với công ty Đồng Tà Phời Vinacomin trong cái việc là thứ nhất là hỗ trợ nhân dân trong cái việc khắc phục cái hậu quả và thứ nhất là đảm bảo được các cái nhu yếu phẩm cần thiết để cho các cái hộ dân mà bị ảnh hưởng nặng nhất để có thể là đảm bảo sinh sống trong thời gian tới. Và đặc biệt là trong ngày hôm qua thì công ty cũng đã hỗ trợ khẩn cấp cho 46 hộ dân, mỗi hộ là 5 triệu đồng. Công việc khắc phục hậu quả sự cố xảy ra tại nhà máy Tuyền Đồng Tà Phời vẫn đang được tiếp tục thực hiện nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Tiếp theo là các tin tức thời sự trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 8, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm tra và xử lý vi phạm giao thông đối với xe kinh doanh vận tải. Trong giai đoạn 1, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các phương tiện xe kinh doanh vận tải khi di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh-Móng Cái sẽ bị lực lượng chức năng tại đây kiểm tra với các lỗi vi phạm về quy tắc giao thông, nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định, quá khổ, quá tải, quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Các lái xe sau khi được kiểm tra đều phải ký vào bản cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Hơn 5.000 người đã cùng tham gia xác lập hai kỷ lục Việt Nam trong ngày 12 tháng 8 tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức với thông điệp Mãi khỏe đẹp cùng yoga.
Màn đồng diễn được bắt đầu bằng phút thư giãn, ổn định tâm trí trước khi thực hành chuỗi động tác chào mặt trời kết hợp với nhịp thở sâu và đều đặn. Chuỗi động tác này được coi là bài tập cơ bản nhất giúp tăng cường năng lượng cho toàn bộ cơ thể và tâm trí của người tập. Sau khi kết thúc màn đồng diễn này, một lá đại kỳ cờ đỏ sao vàng Việt Nam đã được kết thành từ sự đồng điệu của hơn 5.000 người mà không cần phải tập luyện trước đó. Tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt King đã tới xác nhận và công bố hai màn đồng diễn này là thành tựu đỉnh cao, thể hiện sự xuất sắc của cá nhân, tổ chức và được ghi nhận bởi cộng đồng xã hội. Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia vừa được Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia phối hợp với tổ chức, đơn vị, trường, đại học và cao đẳng trong nước quốc tế tổ chức nhằm hướng tới khơi gợi tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của sinh viên Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Diễn đàn là nơi gặp gỡ trao đổi về những vấn đề nghiên cứu, đào tạo và thực tiễn trong hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trong các trường học, cao đẳng tại Việt Nam, từ đó rút ra những khuyến nghị về chính sách và hoạt động phát triển khởi nghiệp của học sinh, sinh viên. Diễn đàn cũng là nơi để các doanh nghiệp tiếp cận và lựa chọn những tài năng trẻ, đem đến cơ hội kết nối và tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia của Việt Nam, thúc đẩy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp phát triển trong tương lai. Nhằm gắn kết tình đoàn kết hữu nghị, tăng cường kết nối trong cộng đồng ASEAN tại Việt Nam, ngày 12 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện ASEAN Fun Walk. Sự kiện thu hút gần 1.000 người tham gia, trong đó có lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở, ban ngành của thành phố, các tổng lãnh sự quán ASEAN và đặc biệt là cộng đồng công dân và doanh nghiệp các nước Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan với chặng đường đi bộ 2-5 km xung quanh khu vực phố đi bộ. Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN, qua đó góp phần quảng bá để người dân hiểu biết hơn về tổ chức và cộng đồng ASEAN, nhắc lại tầm quan trọng của ASEAN trong các thách thức khu vực và toàn cầu, mời gọi các đối tác toàn cầu và quốc tế. Liên quan đến cuộc bầu cử tại 6 bang ở Malaysia ngày 12 tháng 8, kết quả kiểm phiếu cho thấy Liên minh cầm quyền và phe đối lập vẫn chia đều sự kiểm soát với mỗi bên duy trì chiến thắng tại 3 bang. Cụ thể, dữ liệu chính thức từ Ủy ban bầu cử Malaysia cho thấy Liên minh cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm đã thắng ở 3 bang, trong đó bang giàu có nhất Malaysia bao quanh thủ đô Kuala Lumpur. Trong khi đó, phe đối lập cũng chiến thắng ở 3 bang còn lại. Theo giới phân tích sở tại, dù kết quả cuộc bầu cử này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến thế đa số 2/3 của Thủ tướng trong Quốc hội, nhưng đây được xem là một cuộc trưng cầu ý dân về chính phủ liên minh 9 tháng qua. Đáng chú ý, kết quả cũng cho thấy phe đối lập tại Malaysia đã giành được nhiều phiếu bầu hơn. Giới phân tích và các thương nhân cho rằng lũ lụt gây ảnh hưởng đến vụ mùa ngô và lúa ở miền Bắc Trung Quốc, vùng sản xuất ngũ cốc chính của nước này, có thể làm gia tăng áp lực đối với giá lương thực toàn cầu. Giới chuyên gia ước tính sơ bộ, lũ lụt ở miền Bắc Trung Quốc đã ảnh hưởng đến khoảng 4-5 triệu tấn ngô, chiếm khoảng 2% sản lượng của nước này. Theo đánh giá của công ty ở Bắc Kinh, lũ lụt cũng có thể khiến sản lượng gạo tại khu vực này giảm từ 3-5%. Giới thương nhân nhận định, khu vực miền Bắc Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt có thể ghi nhận thiệt hại về sản lượng và chỉ có thể xác định mức độ thiệt hại sau khi nước lũ rút đi. Giới chức Pháp cho biết 6 người di cư đã thiệt mạng do thuyền chở họ bị chìm ở eo biển Marseille khi đang trên đường đến Anh vào sáng ngày 12 tháng 8 theo giờ địa phương. Theo nguồn tin trên, 4 tàu của Pháp và 1 máy bay trực thăng cùng 2 tàu của Anh đã tham gia nỗ lực giải cứu chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ở ngoài khơi miền Bắc nước Pháp. Các lực lượng này đã giải cứu được 55 người di cư và hiện còn từ 5-10 người mất tích. Tuyến đường qua eo biển Marseille là một trong những tuyến hàng hải đông đúc nhất thế giới, với rất nhiều vụ lật thuyền và nhiều người di cư thiệt mạng trong thập niên qua. Chính quyền Pháp đã tăng cường tuần tra và triển khai các biện pháp ngăn chặn khác sau khi Anh hồi tháng 3 năm nay nhất trí chuyển cho Pháp hàng trăm triệu euro mỗi năm để hỗ trợ nỗ lực này. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã đưa ra dự báo về nguy cơ El Nino gây nắng nóng bất thường tiếp diễn khắp khu vực Bắc Bán Cầu trong khoảng thời gian từ cuối năm nay đến đầu năm sau. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, nguy cơ El Nino tiếp diễn ở khu vực Bắc Bán Cầu từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024 lên tới hơn 95%. Với những diễn biến thời tiết gần đây, các nhà dự báo cảnh báo kịch bản El Nino ở mức độ trầm trọng
với khả năng nhiệt độ gia tăng 1,5 độ C hoặc hơn trong thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. El Nino là hiện tượng nóng lên bất thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương. Biến đổi khí hậu làm cho hiện tượng El Nino xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn, kéo theo các thảm họa thiên tai như nắng nóng, khô hạn, mưa lũ. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.